Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thạnh tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri. Tại hội nghị, 13 điểm cầu của 13 xã thị trấn đã trình tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri đến Hội đồng Nhân dân huyện. Theo đó, ý kiến cử tri tập trung vào những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch vùng cây ăn trái, nạo vét kênh mương nội đồng, kết hợp làm đê bao khép kín, đầu ra của nông sản, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hạ thế điện ở vùng sâu, vùng xa, kết cấu hạ tầng ở các cụm dân cư, làm đường dẫn ở các tuyến đường 829, kênh Cầu Dợi, kênh Cà Nhiếp lên đường quốc lộ N2, xử lý nghiêm các đối tượng tệ nạn xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, giao thông nông thôn, trạm bơm điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, chỉ đạo các ban ngành huyện giải quyết, đồng thời trình lên kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân huyện khóa 10 sắp tới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại công điện số 809 ngày 1 tháng 6 năm 2021 về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại các cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn. Sở Y tế tỉnh Long An đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương chủ động phối hợp triển khai đến tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, các cơ sở kinh doanh dược về nội dung này. Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, các cơ sở kinh doanh dược phải tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm đến khám bệnh tại các phòng khám và mua thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc. Yêu cầu người đến khám bệnh, mua thuốc thực hiện khai báo y tế đầy đủ, khuyến khích chủ động thực hiện xét nghiệm nhanh các trường hợp nghi ngờ. Ngoài ra, các đơn vị này phải tổng hợp thông tin khai báo, báo cáo số lượng người đến khám có các dấu hiệu nghi ngờ và người mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm trên phần mềm kê đơn thuốc quốc gia, đơn thuốc quốc gia.vn. Các nhà thuốc phải báo cáo cho cơ quan chức năng trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch COVID-19 để tiến hành theo dõi giám sát các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trong trường hợp các cơ sở không thực hiện việc khai báo y tế đối với người mua và để lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, cơ sở sẽ bị xử lý theo quy định. Ngành chức năng dự báo, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 còn diễn biến phức tạp. Người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nửa đầu tháng 6 trên địa bàn tỉnh, mưa xảy ra ở diện rải rác đến nhiều nơi. Tuy nhiên, lượng mưa hầu hết từ nhỏ đến vừa, cục bộ một vài nơi mưa to. Dự báo trong 3 tháng tới, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2021, tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổng lượng mưa sắp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa cao nhất khả năng xảy ra trong tháng 7, riêng trong tháng 9 và tháng 10 khả năng xảy ra 1 đến 2 đợt mưa lớn diện rộng. Đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật, sét đánh và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập ở các đô thị. Lượng mưa lớn nên độ mặn trên các sông rạch Long An giảm nhanh. Ngành chức năng dự báo tình hình thời tiết năm 2021 còn diễn biến phức tạp, đề nghị người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn trong thời đoạn ngắn, dông tố lốc, sét, mưa đá ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong các tháng đầu mùa mưa và các tháng cuối mùa mưa. Thưa quý vị, những ngày này, các hộ dân có nhà nằm kề bên bờ sông bị sạt lở ở ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An rất lo âu và đang chờ mong được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của địa phương để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Theo đó, đêm 13 rạng sáng 14 tháng 6 năm 2021, các hộ dân tại khu vực ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn hốt hoảng khi nhà ở sát bờ sông bị sụp lún, trong đó có 4 hộ với 22 nhân khẩu bị ảnh hưởng nặng. Thời điểm trên, mực nước triều cường trên sông Dàm Cỏ Tây khá lớn, nên khi thủy triều rút xuống thì kéo theo sụp lún nhà 3 hộ dân ở đoạn kè sông Dàm Cỏ Tây. Nhà của các hộ này bị ảnh hưởng nặng, không thể ở trên diện tích cũ. Đến đêm hôm sau thì có thêm một hộ nữa bị thiệt hại, chiều dài khu vực xảy ra sạt lở khoảng 100 mét. Trước mắt thì ở góc độ chính quyền địa phương cũng đã cho lực lượng dân quân, rồi cán bộ công chức để di dời rồi đồ đạc vật dụng của gia đình của các hộ bị ảnh hưởng, và về lâu dài thì sẽ kiến nghị với chính quyền các cấp để có cái chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân mà bị thiệt hại nặng nề để có cái cuộc sống ổn định và bà con yên tâm để làm ăn. Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ các hộ dân di dời. Được biết, năm 2019, khu vực này từng bị sạt lở với 9 hộ dân bị ảnh hưởng. Gần đây nhất, ngày 15 tháng 6 vừa qua, nhà chị Phạm Thị Ánh Diễm đã bị sụp lún. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị làm công nhân, chồng thì làm phụ hồ, nhưng nay chị phải xin nghỉ việc ở nhà giữ con.
Mấy ngày nay, chính quyền địa phương đã đến động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình. Con nhà cửa gì đâu có ai dưới con, không gửi ai được, phải ở nhà dưới con. Rồi bây giờ hai đứa con phải ông chồng có mình, ông chồng mần, xây sở đâu có đủ. Rồi giờ tiền bạc, hồi nhỏ lớn mần được nhiều cắt cái nhà hết, rồi giờ sụp hết rồi đâu có tiền đâu, cắt nhà, cắt cửa gì lại ở nữa. Nói chung thì giờ mất trắng tay không còn gì hết trơn. Mà khổ nữa, dịch bệnh này lại thất nghiệp, không chuyện làm. Được biết, dự án kè chống sạt lở sông Dàm Cỏ Tây xã Lợi Bình Nhân, thành phố Tân An do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Công trình này đang được đóng cừ để gia cố và ổn định nền móng. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Lợi Bình Nhân tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Đối với những căn nhà bị hư hỏng nặng, có nguy cơ tiếp tục sụp lún thì vận động hộ dân chủ động tìm chỗ ở tạm thời. Trường hợp khó khăn về chỗ ở thì Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ thuê nhà trọ để bảo đảm ổn định cuộc sống. Rồi bên cạnh đó thì khẩn trương lập danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng, báo cáo để đề xuất với thành phố, chỉ đạo xuất ngân sách, hỗ trợ đột xuất. Đối với các vị trí sụp lún đã yêu cầu địa phương thực hiện ngay việc căng dây, cấm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân biết và cảnh giác. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị đơn vị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện ngay việc phối hợp công ty bảo hiểm, tiếp tục khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với 4 trường hợp mới phát sinh để tiếp tục có giải pháp bồi thường, hỗ trợ khắc phục tình trạng hư hỏng. Song song đó là khảo sát, đánh giá lại toàn tuyến bờ sông Dàm Cỏ Tây thuộc phạm vi thi công kè để đưa ra giải pháp khắc phục, điều chỉnh lại phương án thiết kế, thi công phù hợp hơn trong tình trạng xảy ra hiện tượng sụp lún như hiện nay. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID-19 đợt 2 cho các đối tượng ưu tiên. Trong đợt này, huyện tổ chức tiêm từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 6 năm 2021. Tổng số người được tiêm phòng trong đợt này hơn 2.200 người. Trong đó, có một số trường hợp hoãn tiêm trong đợt 1. Loại vaccine COVID-19 được sử dụng trong đợt này là AstraZeneca. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ góp phần hạn chế tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần giúp cuộc sống sớm trở lại bình thường trước diễn biến còn nhiều phức tạp của dịch COVID-19. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà động viên 38 cán bộ chiến sĩ nhân viên y tế đang làm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly Lâm Viên Thanh Niên, ấp 4, xã Tân Đông của huyện Thạnh Hóa. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thay mặt đoàn công tác biểu dương sự nỗ lực không ngại khó khăn của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 tại khu cách ly, đồng thời trao tặng một số phần quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ. Dịp này, đoàn cũng gửi tặng gần 12 triệu đồng để hỗ trợ cho 7 trẻ em đang bị cách ly tại đây. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khu cách ly Lâm Viên Thanh Niên luôn chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho công dân được cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các đợt cách ly mới khi có yêu cầu. Được biết, từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, khu cách ly Lâm Chiên Thanh Niên đã 9 lần tiếp nhận cách ly với hơn 1.600 công dân. Hiện còn 71 công dân đang được thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định, trong đó có 7 trẻ em. Thưa quý vị, huyện Hóc Môn là một trong những vùng dịch nóng nhất của thành phố Hồ Chí Minh ở đợt dịch thứ tư này. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm sớm khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh. Hóc Môn, quê hương khởi nghĩa Nam Kỳ, với truyền thống cách mạng hào hùng, toàn dân đánh giặc. Nay, tiếp tục phát huy với toàn dân chống dịch bằng những mô hình hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh của cả cộng đồng cho cuộc chiến chống COVID-19, ghi nhận của phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, Liên đoàn Ả Rập đã kêu gọi kích hoạt vai trò của các nước Liên minh châu Âu trong việc khôi phục tiến trình hòa bình Israel và Palestine. Tuyên bố được Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và châu Âu Luxembourg đang ở thăm Ai Cập. Trong thông báo đưa ra sau cuộc gặp, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập cho biết, ông đã thảo luận về một số quan điểm tiêu cực của các nước châu Âu đứng về phía Israel trong các cuộc đụng độ gần đây nhất giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza vào tháng 5 vừa qua. Liên đoàn Ả Rập nhấn mạnh, người Ả Rập không hài lòng với quan điểm của một số nước phương Tây đi ngược lại sự đồng thuận ổn định của châu Âu đối với giải pháp hai nhà nước. Phía Ả Rập mong muốn Liên minh châu Âu đóng vai trò tích cực trong việc khôi phục tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel
và thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Mỹ với điều kiện Mỹ cũng sẵn sàng đối thoại. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông Putin với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ. Đánh giá về cuộc gặp đầu tiên giữa ông và Tổng thống Joe Biden, nhà lãnh đạo Nga cho biết cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện, đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp của người đồng cấp Mỹ. Sau hội nghị thượng đỉnh, Nga và Mỹ đã ra tuyên bố chung về ổn định chiến lược. Hai nước sẽ sớm khởi động một cuộc đối thoại song phương toàn diện, thực chất và năng động về ổn định chiến lược. Thông qua cuộc đối thoại này, hai nước mong muốn tạo nền tảng cho việc kiểm soát vũ khí và cho các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Hôm qua, với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng đơn kiện của bang Texas và một số bang khác nhằm hủy bỏ Obamacare không được chấp nhận. Đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền đã được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama ký thành luật vào ngày 23 tháng 3 năm 2010. Đây là dấu mốc đáng kể của hệ thống y tế Mỹ kể từ khi thông qua Medicare và Medicaid năm 1965. Obamacare nhằm mục đích nâng cao chất lượng và khả năng chi trả của bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ không có bảo hiểm bằng cách mở rộng phạm vi bảo hiểm công và tư nhân, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và chính quyền. Obamacare được xem là một trong những di sản lớn nhất của Tổng thống Obama. Tại phiên tòa xét xử của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy diễn ra hôm qua ở thủ đô Paris, các công tố viên đã đề nghị mức án 1 năm tù, trong đó có 6 tháng hưởng án treo vì những cáo buộc sai phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông Sarkozy bị cáo buộc hối lộ một thẩm phán để đổi lấy thông tin nội bộ về cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc ông đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp từ người thừa kế của tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm nổi tiếng thế giới L'Oréal trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Ông Sarkozy giữ chức tổng thống Pháp từ năm 2007 đến năm 2012. Ông là cựu tổng thống Pháp đầu tiên trong nền Cộng hòa thứ 5 của nước Pháp bị kết án tù. Trong khi số ca nhiễm mới COVID-19 tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ đã giảm mạnh, thì dịch bệnh tại một số quốc gia châu Á vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng chú ý là các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á. Ấn Độ hiện vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất với hơn 47.000 ca mắc và 854 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, Bộ Y tế Indonesia ngày hôm qua thông báo có thêm hơn 12,6.000 ca mắc mới COVID-19, đánh dấu mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ ngày 30 tháng Giêng năm nay và nâng tổng số ca mắc lên gần 2 triệu ca, trong đó khoảng 54.000 người đã tử vong. Malaysia và Philippines ghi nhận lần lượt hơn 6,6.000 và 5,7.000 ca. Tại Afghanistan, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 2.313 ca mắc và 101 ca tử vong. Các bệnh viện lớn đã không tiếp nhận bệnh nhân mắc mới trong bối cảnh thiếu giường bệnh và oxy y tế trầm trọng.